Dạ, tôi là một nhân viên bán hàng của DCS Dustin Acura ở thành phố Dustin. Đây là một cái dealership rất là nổi tiếng ở miền Nam Cali. Chúng tôi đã từng bán rất là nhiều loại xe của hãng Acura với nhiều cái sự lựa chọn và khách hàng rất là quý mến vì cái giá cả phải chăng và có nhiều sự lựa chọn ở miền Nam Cali. Thôi nha. Xin giới thiệu đây là model TL của hãng Acura. Cái dealership ở đây đã hoạt động được gần 28 năm. Khi họ được tới đây thì họ được tiếp đãi rất là chu đáo. Với những cái sự thắc mắc của khách hàng sẽ được trả lời thẳng thắn và rất là thoải mái khi làm việc với chúng tôi. Chúng tôi ở đây có những cái chỗ để